Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một nội dung rất quan trọng trong hóa học, đó chính là hóa trị. Biết hóa trị, chúng ta sẽ hiểu và viết đúng cũng như lập được công thức hóa học của hợp chất. Ở bài 10, hóa trị, chúng ta sẽ tìm hiểu hóa trị của một nguyên tố được xác định bằng cách nào, sau đó là quy tắc hóa trị. Hóa trị là gì? Như đã biết, nguyên tử có khả năng liên kết với nhau và hóa trị là con số biểu thị khả năng đó. Nếu các em thắc mắc bằng cách nào các nguyên tử có thể liên kết được với nhau, thì các em có thể xem trong sách giáo khoa trang 38 phần đọc thêm. Hóa trị của một nguyên tố được xác định bằng cách nào? Người ta quy ước gán cho hydrogen hóa trị 1. Một nguyên tử nguyên tố khác liên kết được với bao nhiêu nguyên tử hydrogen thì nói nguyên tử đó có hóa trị bằng bấy nhiêu. Tại sao hydrogen được quy ước mang hóa trị 1 thì các em có thể đọc thêm trong sách giáo khoa trang 38. Để xác định hóa trị của các nguyên tố khác, người ta lấy hóa trị của hydrogen làm đơn vị, tức là một nguyên tố khác liên kết với bao nhiêu nguyên tử hydrogen thì có hóa trị bấy nhiêu. Xét phân tử hydrochloric acid, một nguyên tử chlorine liên kết với một nguyên tử hydrogen, vậy nguyên tố chlorine có hóa trị 1. Trong phân tử nước, một nguyên tử oxygen liên kết với hai nguyên tử hydrogen, nên nguyên tố oxygen có hóa trị 2. Trong phân tử ammonia, một nguyên tử nitrogen liên kết với ba nguyên tử hydrogen, vậy nguyên tố nitrogen có hóa trị 3. Ngoài lấy hóa trị của hydrogen làm đơn vị, để xác định hóa trị của các nguyên tố khác, người ta còn dựa vào khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố khác với oxygen. Hóa trị của oxygen được xác định bằng hai đơn vị. Ví dụ, theo công thức hóa học Na2O, hai nguyên tử Na mới có khả năng liên kết như một nguyên tử O bằng hai đơn vị. Vậy, nguyên tử Na có hóa trị 1. CaO, một nguyên tử Ca có khả năng liên kết như một nguyên tử O bằng hai đơn vị. Vậy, Ca hóa trị 2. CO2, một nguyên tử C có khả năng liên kết như hai nguyên tử O bằng 4 đơn vị. Vậy, C hóa trị 4. Tóm lại, nguyên tử có khả năng liên kết với nhau, hóa trị là con số biểu thị khả năng đó. Để xác định hóa trị của các nguyên tố, người ta có thể dựa theo hóa trị của nguyên tố hydrogen là một đơn vị hoặc hóa trị của nguyên tố oxygen là hai đơn vị. Lưu ý, hóa trị sẽ được viết dưới dạng số La Mã. Một nguyên tử nguyên tố khác liên kết được với bao nhiêu nguyên tử hydrogen thì có hóa trị là bấy nhiêu. Ví dụ, HCl. Một nguyên tử Cl liên kết được với một nguyên tử H, vậy Cl hóa trị 1. H2O. Một nguyên tử O liên kết được với hai nguyên tử H, O hóa trị 2. NH3. Một nguyên tử N liên kết được với ba nguyên tử H, N hóa trị 3. Khi dựa theo hóa trị của nguyên tố hydrogen là hai đơn vị, chúng ta có Na2O. Hai nguyên tử Na mới liên kết được với một nguyên tử O, nên Na hóa trị 1. CaO, một nguyên tử Ca liên kết được với một nguyên tử O, Ca hóa trị 2. CO2, một nguyên tử C liên kết được với hai nguyên tử O, C hóa trị 4. Kết luận: hóa trị là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố khác. Hóa trị của một nguyên tố được xác định theo hóa trị của hydrogen chọn làm đơn vị và hóa trị của oxygen là hai đơn vị. Cũng kết luận như trên về hóa trị của một nhóm nguyên tử. Cách xác định hóa trị của nhóm nguyên tử. Người ta cũng dựa theo hóa trị của hydrogen chọn làm đơn vị. Một nhóm nguyên tử liên kết với bao nhiêu nguyên tử hydrogen thì có hóa trị bấy nhiêu. Ví dụ, trong công thức H2SO4,
nhóm SO4 liên kết được với hai nguyên tử hydrogen, vậy nhóm SO4 hóa trị 2. Trong công thức HNO3, nhóm NO3 liên kết được với một nguyên tử hydrogen, vậy nhóm NO3 hóa trị 1. Tương tự, H3PO4, nhóm PO4 liên kết được với ba nguyên tử hydrogen, nhóm PO4 hóa trị 3. Đặc biệt, trong công thức phân tử của nước H2O, chúng ta có thể tách thành H liên kết với OH. Lúc bấy giờ, chúng ta có nhóm OH liên kết được với một nguyên tử H. Vậy, nhóm OH có hóa trị 1. Dựa theo hóa trị của hydrogen là đơn vị và hóa trị của oxygen là hai đơn vị, người ta đã xác định hóa trị của các nguyên tố khác. Chúng ta cần ghi nhớ hóa trị của một số nguyên tố kim loại thường dùng. Ví dụ, các nguyên tố kim loại như Na, K, Cu, Ag có hóa trị 1. Các nguyên tố Ba, Ca, Mg, Zn, Fe, Bb, Cu, Hg có hóa trị 2. Nguyên tố Al, Fe có hóa trị 3. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần ghi nhớ hóa trị của một số nguyên tố phi kim. Nguyên tố C có hóa trị 2, 4, S hóa trị 2, 4, 6, B hóa trị 3, 5, H hóa trị 1, O hóa trị 2, N hóa trị 1, 2, 3, 4, 5, F hóa trị 1, Cl hóa trị 1, Br hóa trị 1. Như vậy chúng ta thấy một số nguyên tố phi kim có nhiều hóa trị. Hóa trị của một số nhóm nguyên tử thường dùng. Nhóm OH, nhóm NO3 có hóa trị 1. Nhóm CO3, SO3, SO4 có hóa trị 2. Nhóm PO4 hóa trị 3. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu quy tắc hóa trị. Xét hợp chất có hai nguyên tố, công thức có dạng AXBY. Trong đó, XY lần lượt là chỉ số của nguyên tố A và nguyên tố B. Gọi A nhỏ là hóa trị của nguyên tố A, B nhỏ là hóa trị của nguyên tố B. Xét tích chỉ số và hóa trị của nguyên tố, so sánh kết quả. Tức là chúng ta sẽ lấy chỉ số của nguyên tố A là X nhân với hóa trị của nguyên tố A là A nhỏ. Chỉ số của nguyên tố B là Y nhân với hóa trị của nguyên tố B là B nhỏ. So sánh hai tích này với nhau. Ví dụ, ở công thức NH3, như đã biết, H hóa trị 1, N liên kết được với 3 nguyên tử H, vậy N này hóa trị 3. Chỉ số của N không ghi là 1 nhân với hóa trị của N là 3. Chỉ số của H là 3 nhân với hóa trị của H là 1. Tương tự, cho công thức CO2, đã biết hóa trị của O là 2. 1C liên kết được với 2 nguyên tử O. Vậy, hóa trị của C sẽ bằng 2 lần hóa trị của O. C hóa trị 4. Chỉ số của C không ghi là 1 nhân với hóa trị của C là 4. Chỉ số của O là 2 nhân với hóa trị của O là 2. Tích 1 nhân 3 và 3 nhân 1 bằng nhau. 1 nhân 4 và 2 nhân 2 bằng nhau. Như vậy, trong hợp chất có hai nguyên tố, tích chỉ số và hóa trị của nguyên tố này sẽ bằng tích chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia, đó chính là quy tắc hóa trị. Tóm lại, xét công thức tổng quát AXBY, trong đó A nhỏ là hóa trị của nguyên tố A, B nhỏ là hóa trị của nguyên tố B, thì chúng ta có công thức quy tắc hóa trị được viết như sau. X nhân A bằng Y nhân B. Đây là nội dung các em cần ghi nhận lại. Từ đó có thể phát biểu quy tắc hóa trị. Trong công thức hóa học, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia. Ví dụ, áp dụng quy tắc hóa trị cho công thức hóa học của calcium hydroxide CaOH 2 lần.
Biết Ca hóa trị 2, OH hóa trị 1. Chỉ số của Ca không ghi là 1 nhân với hóa trị của Ca là 2 sẽ bằng chỉ số của OH là 2 nhân với hóa trị của OH là 1. Vậy theo quy tắc hóa trị chúng ta có 1 nhân 2 bằng 2 nhân 1. Dựa theo quy tắc hóa trị, chúng ta có các vận dụng như sau. Thứ nhất, tính hóa trị của một nguyên tố. Ví dụ, tính hóa trị của nguyên tố sắt trong hợp chất FeCl3. Đầu tiên, gọi hóa trị của sắt là A nhỏ. Đã biết Cl hóa trị 1. Theo quy tắc hóa trị, chỉ số của Fe không ghi là 1 nhân với hóa trị của Fe là A nhỏ sẽ bằng chỉ số của Cl là 3 nhân với hóa trị của Cl là 1. Ta có 1 nhân A bằng 3 nhân 1, tính được A bằng 3. Vậy trong hợp chất FeCl3, Fe hóa trị 3. Tương tự, tính hóa trị của nguyên tố copper đồng trong hợp chất CuSO4. Chúng ta cũng gọi hóa trị của Cu là A nhỏ. Hóa trị của SO4 là 2. Chỉ số của Cu không ghi là 1. Chỉ số của SO4 cũng không ghi là 1. Vậy ta có 1 nhân A nhỏ bằng 1 nhân 2. Từ đó tính ra được A bằng 2. Nên trong hợp chất CuSO4, Cu hóa trị 2. Vận dụng thứ hai, lập công thức hóa học của hợp chất theo hóa trị. Ví dụ, lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi sulfur, lưu huỳnh hóa trị 6 và oxygen. Đầu tiên chúng ta sẽ gọi công thức hóa học cần tìm có dạng SXOE. Trong đó đề cho S hóa trị 6, còn oxygen chúng ta biết hóa trị 2. Theo quy tắc hóa trị, chỉ số của S là X nhân với hóa trị của S là 6 sẽ bằng với chỉ số của O là Y nhân với hóa trị của O là 2, tức là X nhân 6 bằng Y nhân 2. Để xác định được chỉ số XY, chúng ta sẽ lập tỷ lệ X chia Y bằng 2 chia 6, rút gọn là 1/3. Vậy tương đương với X là 1, tương đương với Y là 3. Nên công thức hóa học của hợp chất sẽ là SO3. Ví dụ 2, lập công thức hóa học của hợp chất tạo bởi sodium và nhóm SO4. Sodium ký hiệu là Na. Gọi công thức hóa học cần tìm có dạng NaXSO4Y. Chỉ số của Na chưa biết nên mình gọi là X, còn chỉ số của SO4 cũng chưa biết nên mình gọi là Y. Lưu ý, chỉ số của nhóm nguyên tử sẽ được viết bên ngoài dấu ngoặc. Do đó các em nhớ, nhóm SO4 phải bỏ vào ngoặc, chỉ số Y viết bên ngoài. Biết Na hóa trị 1, SO4 hóa trị 2. Vậy theo quy tắc hóa trị, chúng ta có X nhân 1 bằng Y nhân 2. Chuyển thành tỷ lệ X chia Y sẽ bằng 2 chia 1. X tương ứng với 2, Y tương ứng với 1. Vậy công thức hóa học của hợp chất cần tìm là Na2SO4. Chú ý, chỉ số của nhóm nguyên tử là 1 thì không cần ghi và nhóm nguyên tử cũng không cần bỏ ngoặc. Vận dụng thứ ba từ quy tắc hóa trị là xác định công thức hóa học viết đúng hay sai. Ví dụ, một số công thức hóa học được viết như sau: MgCl, KO, CaCl2, NaCO3. Hãy chỉ ra những công thức hóa học viết sai, giải thích và sửa lại cho đúng. Lưu ý, công thức hóa học đúng là công thức hóa học tuân theo quy tắc hóa trị. Có nghĩa là công thức không tuân theo quy tắc hóa trị sẽ là công thức hóa học sai. Vậy để biết những công thức hóa học trên đúng hay sai, thì đầu tiên các em cần biết hóa trị của các nguyên tố tạo nên chất. Mg hóa trị 2, Cl hóa trị 1, K hóa trị 1, O hóa trị 2, Ca hóa trị 2,
CL hóa trị 1, Na hóa trị 1, CO3 hóa trị 2. Khi đã biết được hóa trị, thì chúng ta sẽ vận dụng quy tắc hóa trị để biết những công thức hóa học này viết đúng hay sai. Với công thức MgCl, chỉ số của Mg không ghi là 1, chỉ số của Cl cũng không ghi là 1. Vậy chúng ta có 1 x 2 và 1 x 1 không bằng nhau, nên đây là một công thức hóa học sai. Để sửa lại cho đúng, chúng ta có thể viết nhanh công thức hóa học bằng cái mẹo chuyển chéo hóa trị. Mg hóa trị 2, chuyển chéo xuống chỉ số Cl sẽ là 2. Cl hóa trị 1, chuyển chéo xuống chỉ số của Mg sẽ là 1. Chỉ số 1 không ghi. Vậy công thức đúng của mình là MgCl2. Trong công thức KO, chỉ số của K không ghi là 1, chỉ số của O cũng không ghi là 1. Vậy chúng ta có 1 x 1 không bằng 1 x 2. Đây là công thức hóa học sai. Sửa lại cũng dựa theo mẹo chuyển chéo hóa trị. Kali hóa trị 1, vậy chỉ số của O là 1, chỉ số 1 không ghi. O hóa trị 2, vậy chỉ số của K sẽ là 2. Công thức đúng là K2O. Với công thức CaCl2, chỉ số của Ca không ghi là 1, chỉ số của Cl là 2. Nên chúng ta có 1 x 2 và 2 x 1 bằng nhau. Đây là công thức hóa học đúng. Cuối cùng, NaCO3. Chỉ số của Na không ghi là 1. Nhóm CO3 không bỏ vào ngoặc, chỉ số không ghi là 1. Nên chúng ta có 1 x 1 và 1 x 2 không bằng nhau. Đây là công thức hóa học sai. Sửa lại, vẫn dùng mẹo chuyển chéo hóa trị. Hóa trị của Na là 1, vậy chỉ số của CO3 là 1. Chỉ số của CO3 là 1, không cần ghi, CO3 cũng không cần viết vào ngoặc. CO3 hóa trị 2, vậy chỉ số của Na là 2. Công thức đúng là Na2CO3. Tiếp theo, hướng dẫn bài tập sách giáo khoa trang 37 và 38. Bài tập 1, nhắc lại lý thuyết. Hóa trị của nguyên tố hay nhóm nguyên tử là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử hay nhóm nguyên tử. Khi xác định hóa trị, lấy hóa trị của nguyên tố hydrogen làm đơn vị, nguyên tố oxygen là hai đơn vị. Dựa theo hóa trị của hydrogen là đơn vị và hóa trị của oxygen là hai đơn vị, chúng ta sẽ xác định được hóa trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất ở bài tập 2. Trong công thức KH, K liên kết được với 1H, vậy K hóa trị 1. Trong công thức H2S, S liên kết được với 2H, vậy S hóa trị 2. CH4, C liên kết được với 4H, vậy C hóa trị 4. Câu B, FeO, Fe liên kết được với 1O, vậy Fe hóa trị 2. Ag2O, hai nguyên tử Ag mới liên kết được với một nguyên tử O. Vậy nguyên tử Ag hóa trị 1. SiO2, một nguyên tử Si liên kết được với hai nguyên tử O. Vậy Si hóa trị 4. Bài 3, câu A. Quy tắc hóa trị với hợp chất hai nguyên tố được phát biểu như sau. Trong công thức hóa học, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia. Ví dụ, với công thức H2S, H hóa trị 1, S hóa trị 2. Vậy theo quy tắc hóa trị, chúng ta có 2 x 1 bằng 1 x 2. Trong công thức SiO2, Si hóa trị 4, Oxy hóa trị 2. Chỉ số của Si không ghi là 1, chỉ số của O là 2. Theo quy tắc hóa trị, chúng ta có 1 x 4 bằng 2 x 2. Vận dụng vào công thức K2SO4. Kali hóa trị 1, SO4 hóa trị 2. K chỉ số là 2, SO4 chỉ số không ghi là 1.
Vậy theo quy tắc hóa trị, ta có 2 nhân 1 bằng 1 nhân 2. Vậy công thức hóa học trên là công thức phù hợp đúng theo quy tắc hóa trị. Các em lưu ý, công thức hóa học đúng là công thức hóa học phù hợp với quy tắc hóa trị. Bài tập 4 là vận dụng quy tắc hóa trị để tính hóa trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất. Ở câu A, ZnCl2 gọi A nhỏ là hóa trị của Zn, Cl hóa trị 1. Theo quy tắc hóa trị, chúng ta có chỉ số của Zn không ghi là 1 nhân với hóa trị của Zn là A nhỏ bằng với chỉ số của Cl là 2 nhân với hóa trị của Cl là 1. Tính được A là 2. Vậy trong hợp chất ZnCl2, Zn hóa trị 2. Tương tự như vậy, trong công thức CuCl, gọi A nhỏ là hóa trị của Cu, Cl hóa trị 1. Chỉ số của Cu không ghi là 1, chỉ số của Cl cũng không ghi là 1. Nên chúng ta có 1 nhân A bằng 1 nhân 1. A bằng 1. Nên trong hợp chất CuCl, Cu hóa trị 1. Tương tự như vậy cho AlCl3. Với hợp chất FeSO4, tương tự cũng gọi A nhỏ là hóa trị của Fe, SO4 hóa trị 2. Chú ý, chỉ số của Fe không ghi là 1. Chỉ số của nhóm SO4 cũng không ghi là 1. Nên chúng ta có 1 nhân A bằng 1 nhân 2. Trong hợp chất FeSO4, Fe hóa trị 2. Bài tập 5 là vận dụng thứ hai dựa theo quy tắc hóa trị, lập công thức hóa học. Ở câu A, hợp chất đầu tiên tạo bởi hai nguyên tố B hóa trị 3 và H hóa trị 1 sẽ có dạng BXHY. Trong đó, chỉ số của B chưa biết gọi là X, chỉ số của H chưa biết gọi là Y. Hóa trị của B là 3. Hóa trị của H là 1. Theo quy tắc hóa trị, chúng ta sẽ có X nhân 3 bằng Y nhân 1. Để tìm được XY, chúng ta sẽ lập tỷ lệ X chia Y bằng 1 chia 3. Từ đó, chúng ta thấy tương đương với X là 1, tương đương với Y là 3. Nên công thức hóa học cần tìm là BH3. Hợp chất thứ hai tạo bởi C hóa trị 4 và S hóa trị 2. Công thức sẽ có dạng là CXSY. C hóa trị 4, S hóa trị 2. Nên chúng ta có X nhân 4 bằng Y nhân 2. Lập tỷ lệ X chia Y. Xác định được XY. Và viết được công thức hóa học cần tìm. Tương tự, hợp chất tạo bởi Fe hóa trị 3 và O hóa trị 2. Công thức có dạng FeSOy. Viết quy tắc hóa trị. Lập tỷ lệ XY. Xác định được XY. Và viết được công thức hóa học. Tương tự với các hợp chất được tạo thành từ một nguyên tố và một nhóm nguyên tử. Ví dụ Na hóa trị 1 và OH hóa trị 1. Chỉ số của Na chưa biết gọi là X. Chỉ số của OH chưa biết gọi là Y. OH viết trong ngoặc. Chỉ số Y viết bên ngoài dấu ngoặc. Na hóa trị 1, OH hóa trị 1. Nên theo quy tắc hóa trị, chúng ta có X nhân 1 bằng Y nhân 1. Lập tỷ lệ X chia Y. Xác định được X bằng 1, Y bằng 1. Nên công thức hóa học cần tìm là NaOH. Chú ý, chỉ số là 1 thì không ghi. Với nhóm nguyên tử, nếu chỉ số là 1 thì nhóm nguyên tử cũng không cần bỏ vào ngoặc. Tương tự, hợp chất tạo bởi Cu và nhóm SO4 sẽ có dạng CuX SO4Y lần. Cu hóa trị 2, SO4 cũng hóa trị 2.
Theo quy tắc hóa trị, chúng ta có x nhân 2 bằng y nhân 2. Lập tỷ lệ x chia y, xác định được x y và viết được công thức hóa học của hợp chất cần tìm. Tương tự, hợp chất tạo bởi Ca hóa trị 2 và NO3 hóa trị 1. Công thức cũng có dạng CaX NO3Y lần. Vận dụng quy tắc hóa trị, lập tỷ lệ x chia y, xác định được x y và viết được công thức hóa học. Chú ý, chỉ số của nhóm nguyên tử sẽ được viết bên ngoài dấu ngoặc. Bài 6. Xét công thức hóa học đúng hay sai chính là vận dụng thứ 3 dựa theo quy tắc hóa trị. Giống như phần ví dụ trong bài học, các em cùng theo dõi lại. Trong hợp chất MgCl, Mg hóa trị 2, Cl hóa trị 1, chỉ số của Mg không ghi là 1, chỉ số của Cl cũng không ghi là 1. Nên chúng ta có 1 x 2 và 1 x 1 không bằng nhau. Công thức hóa học sai. Sửa lại, bằng mẹo chuyển chéo hóa trị. Hóa trị của Mg sẽ là chỉ số của Cl. Hóa trị của Cl sẽ là chỉ số của Mg. Do đó, Mg hóa trị 2, chỉ số của Cl là 2. Cl hóa trị 1, chỉ số của Mg là 1. Chỉ số 1 không ghi, nên công thức là MgCl2. Tương tự Ko là một công thức hóa học sai. Sửa lại là K2O. CaCl2 là một công thức hóa học đúng. NaCO3 là công thức hóa học sai. Sửa lại là Na2CO3. Các em nhớ, công thức hóa học đúng là công thức hóa học tuân theo quy tắc hóa trị. Công thức hóa học không tuân theo quy tắc hóa trị là công thức hóa học sai. Bài 7. Yêu cầu chọn công thức hóa học phù hợp với hóa trị 4 của nitrogen trong số các công thức cho sau đây. Hợp chất tạo bởi nitrogen và oxygen sẽ có dạng NXOY. Trong đó, hóa trị của nitrogen là 4, hóa trị của oxygen là 2. Vậy, theo quy tắc hóa trị, chúng ta sẽ có x nhân 4 bằng y nhân 2. Từ tỷ lệ x chia y là 2 chia 4. Tối giản là 1 chia 2. Tương đương với x là 1, tương đương với y là 2, thì công thức hóa học cần tìm là NO2. Hoặc chúng ta có thể tìm công thức hóa học phù hợp dựa theo mẹo chuyển chéo hóa trị. Công thức cần tìm vẫn có dạng NXOY, trong đó N hóa trị 4, oxy hóa trị 2. Chúng ta sẽ tối giản hóa trị trước khi chuyển chéo. 4 chia 2, tối giản là 2 chia 1. Sau khi tối giản hóa trị, chúng ta chuyển chéo thì sẽ có công thức là NO2. Tóm lại, công thức hóa học phù hợp với hóa trị 4 của nitrogen sẽ là NO2. Bài 8. Hóa trị của Ba là 2, hóa trị của BO4 là 3. Vậy, công thức phù hợp với Ba hóa trị 2 và BO4 hóa trị 3 là gì? Công thức cần tìm sẽ có dạng BaxBO4Y. Trong đó Ba hóa trị 2, BO4 hóa trị 3. Chúng ta sẽ xác định nhanh bằng cách chuyển chéo hóa trị. Ba hóa trị 2, vậy chỉ số của BO4 sẽ là 2. BO4 hóa trị 3, vậy chỉ số của Ba sẽ là 3. Công thức cần tìm là Ba3BO4 2 lần. Hướng dẫn tự học. Qua bài học này, yêu cầu các em biết được hóa trị là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử hoặc là nhóm nguyên tử.
yêu cầu ghi nhớ hóa trị của một số nguyên tố kim loại, một số nguyên tố phi kim và các nhóm nguyên tử thường gặp. Phát biểu được quy tắc hóa trị, áp dụng được công thức của quy tắc hóa trị và vận dụng được quy tắc hóa trị để tính hóa trị chưa biết, lập công thức hóa học, xác định công thức hóa học là đúng hay sai. Chúc các em học tốt!